Sáng nay ngày 5 tháng 12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã tiếp các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Chúc mừng các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện lên đường nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước đang trong giai đoạn nước rút để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội 13 hướng đến kỷ niệm 80 năm giành độc lập và 50 năm thống nhất đất nước. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại, ngoại giao phải đi đầu trong kiến tạo hòa bình, bảo vệ Tổ quốc và thu hút nguồn lực cho phát triển đất nước. Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, kết hợp với sức mạnh dân tộc, với sức mạnh của thời đại, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hợp tác với sở tại, huy động nguồn lực và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước. Các cơ quan đại diện phải là người mở đường, đồng hành với người dân, địa phương và doanh nghiệp. Trên cương vị mới, mỗi cán bộ ngoại giao ở bên ngoài đều là đại diện cho hình ảnh đất nước, là đại sứ cho thương hiệu của đất nước. Do đó, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện tích cực phát huy sức mạnh, văn hóa Việt Nam và lan tỏa hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hòa hiếu, chân thành, là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.